có thể can thiệp, nó di căn vào trong bàng quang, có thể gây ra những hiện tượng như là đái máu. Tóm lại là có những cái dấu hiệu gì bất thường về phụ khoa là chúng ta cần phải đi khám. Ung thư cổ tử cung có một số các cái biểu hiện và đó là gì? Cái mà hay gặp nhất đó là da máu âm đạo bất thường, đặc biệt là xuất hiện sau khi mà có quan hệ vợ chồng. Tại vì sao? Lý do rất đơn giản, ung thư cổ tử cung, cái ung thư, tất cả mọi ung thư đều gây ra những cái sùi loét. Đấy, khi mà nó có thể gây ra chảy máu bất thường, hoặc là đơn giản khi mà có cái việc quan hệ vợ chồng ấy, thì có cái sự tác động của người chồng vào cái cổ tử cung của người vợ thì nó sẽ gây ra máu. Vì vậy cái dấu hiệu mà hay gặp đối với ung thư cổ tử cung đó là da máu âm đạo bất thường, đặc biệt là khi mà da sau quan hệ. Cái thứ hai là có thể gây ra các cái hiện tượng giống như viêm nhiễm, có thể ra nhiều các khí hư, da chảy mủ và khí hư có mùi hôi. Nếu mà nặng hơn mà có các cái xâm nhập vào, xâm lấn ở bên trong của các cái tế bào ung thư thì có thể gây xảy ra là có hiện tượng đau bụng, có thể nếu mà ăn sâu vào trong trực tràng có thể gây ra da máu khi mà đi đại tiện, có thể can thiệp nó di căn vào trong bàng quang, có thể gây ra những hiện tượng như là đái máu. Tóm lại là có những cái dấu hiệu gì bất thường về phụ khoa là chúng ta cần phải đi khám. Bên cạnh đó thì cái mà chúng ta hay phát hiện được ra ung thư cổ tử cung đó chính là qua khám và sàng lọc. Những cái dấu hiệu mà bác sĩ Định vừa nhắc đến cho các bạn ấy đều là những cái dấu hiệu muộn. Lúc đấy nó đã trở thành ung thư và thậm chí ung thư xâm lấn rồi, có thể là giai đoạn 2, giai đoạn 3 rồi thì nó rất là nặng nề rồi. Còn lại đâu thì tất cả những cái tổn thương ung thư hoặc tiền ung thư bây giờ ấy thì chủ yếu được phát hiện qua khám và sàng lọc. Vậy thì bạn sẽ có một cái câu hỏi rằng là vậy thì bao nhiêu tuổi tôi sẽ phải đi sàng lọc? 15 tuổi, 20, 25, 30, 40 là phải đi sàng lọc. Sẽ xin trả lời rằng là 21 tuổi nếu đã có quan hệ tình dục thì sẽ là đi sàng lọc ung thư cổ tử cung lần đầu tiên. Có rất nhiều các phương pháp để sàng lọc ung thư cổ tử cung, nhưng sau đó nhưng bước đầu tiên đó chính là kiểm tra các cái tế bào ở cổ tử cung, và sẽ khuyến cáo là nên làm cái tế bào này từ 1 đến 2 năm một lần. Nếu như mà ở trên độ tuổi 30 thì bạn có thể xét nghiệm thêm HPV là cái con virus gây ra ung thư cổ tử cung. Thế nếu như mà bạn làm các cái xét nghiệm mà cả xét nghiệm tế bào học cũng như là xét nghiệm về con HPV này nếu mà âm tính thì sẽ khuyến cáo bạn từ 3 đến 5 năm sau mới cần thiết phải kiểm tra lại một lần. Có nghĩa là nếu mà làm một cái xét nghiệm như vậy thì bạn có thể hoàn toàn yên tâm về cái bệnh lý ung thư cổ tử cung này trong tối thiểu là 3 năm. Lúc đó thì bạn mới cần thiết phải làm lại. Câu trả lời về việc chi phí của một cái sàng lọc ung thư cổ tử cung là 1.480.000. Tôi cũng rất hay là chia sẻ là cũng có một số các khách hàng, một số chị em thì khi mà hỏi về cái giá thành của cái vaccine, của cái sàng lọc này thì bảo là ôi sao nó đắt thế nhỉ, thế là gần 1.500.000. Nhưng tôi bảo không phải đắt đâu ạ, nó có giá trị trong vòng 3 năm cơ mà. Có nghĩa tức là chúng ta sẽ chi phí mất khoảng 500.000 đồng trong một năm. Có nghĩa là mỗi tháng chúng ta chỉ hết 40.000 mà thôi, mà chúng ta lại phòng được bệnh lý ung thư hay gặp nhất của phụ nữ. Vì vậy nghe 1.500.000, 1.480.000 nghe có vẻ là số tiền lớn, nhưng nếu mà chia ra thì chúng ta mỗi ngày chúng ta chỉ mất 1.000 đồng cho bệnh lý ung thư hay gặp nhất của người phụ nữ. Vì vậy khuyến cáo chị em phụ nữ nên đi sàng lọc một cách thường quy. Cái quá trình sàng lọc lại có một số các câu hỏi rằng là phải chăng nó có đau không, nó có ra máu không và bao lâu có kết quả. Quá trình sàng lọc rất là nhẹ nhàng ạ, nó giống yệt khám phụ khoa. Chúng tôi sẽ dùng một cái chổi quét lên trên bề mặt cổ tử cung và sẽ kiểm tra được cả về tế bào cổ tử cung cũng như HPV. Về thì cũng sẽ không bị ra máu và nếu có chỉ một chút thôi, không đáng kể, và sẽ cầm ngay sau khi mà bạn trở về nhà, và sẽ có kết quả sau 7 đến 10 ngày.